kính trình qua phần quà dặn mà họ nhà trai chúng tôi mang đến. Thì trong phần quà hôm nay thì còn có 12 mâm, thì trong đó thì còn có là 2 mâm lễ và 10 mâm quà, trong đó thì còn có trà rượu bánh trái cây dân dân. Trước hết thì dân cúng lên bàn thờ gia tiên, sau đó có mời quý quan khách và thân tộc hai họ cùng chung vui thưởng thức cùng gia đình chúng tôi. Cha mình và họ nhà trai chúng tôi rất mong được sự chấp thuận của họ nhà gái. Nhà gái thì chấp nhận số quà dặn của họ nhà trai. Nhà anh ơi nhìn xem nhà ai đám cưới thuận đó, anh trở út miền Tây sanh duyên chỉ hai miệt vườn, cao trầu nhà trai đưa sang kiều giang dù che cô dâu, ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vang khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mãi dài lâu dấu bao gian nan một lòng, ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui, đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai gieo chỉ sai tơ hồng, ta nên vợ chồng đồng lòng ta càng biến đông quê bằng đừng cái anh ơi em vẫn thương hoài. Đầu năm sinh con gái, cuối năm thêm cu tèo, đôi ta duyên mơ gió trời, bên nhau trọn đời một lòng son sắc thủy chung. Chúc mừng chị ba cô tư anh sáu hai nhà, đầu năm vui đám cưới xuân về nhà nhà yên. Nhà trai đưa sang kiều giang dù che cô dâu, ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vang khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng, ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui, đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai gieo chỉ soi tơ hồng, ta nên vợ chồng đồng lòng. Cuối đầu thôi anh cháu quay ra làm lễ ăn mừng hiện tại thôi. Cái phần gọi cho cháu làm chủ công thì mẹ buồn của anh cho cháu gì làm chủ công không? Còn đơn đó thì phần quà cho cái thì bà nội của cháu Liễu đó, cho cháu Liễu làm quê cô là anh chỉ và em bố, bà ngoại thì cho con chỉ và em bố, còn cô bác thì cho quà cho là phần tên thì cái ông mình nữa con trai nó biết được nhưng mà con trai vì sao con không phân thì sao là diễn trang hả? Diễn trang cũng cho phân cho cháu học một dạ 24 luôn. Rồi thì giờ tới mẹ của cháu Liễu ấy vô đem dành cho nha cháu rồi hai ông cũng cái ly nhìn cái máy mình con nghe hai em để hai tay trên bay dai hai ông kìa, hai ông ơi nhìn máy mình con nè, rồi 3, 2, 1 cười giùm có nghe dâu gãy cười luôn. Cậu chú em cũng cái ly nhìn cái máy cậu nhìn chú rồi nhìn máy chụp lên ông cậu chú rồi vô ghế nhìn chưa lên nè giờ uống đi ông cậu chú chú chúc
Một ly vô. Rồi bao nhiêu cô ơi, mình ký tấm hình cho đẹp. Và để tặng đến cho cháu là một lượng vàng 24k, cũng xin được phép kính thỉnh và nói lên cho thân tộc hai họ được biết ạ. Tiền và 4 chiếc nhẫn thì cũng xin được kính truyền qua cho thân tộc hai họ được biết. Cười lên nhau. Rồi chú cho cái kiện giữ dân cho cha với mẹ để tỏ lòng thành kính biết ơn nhân ngày trọng đại hôm nay. Rồi mời ông hai cha, mời cha với mẹ. Thì kính thưa thầy tập hai họ kiếp mắt thì đó thầy nói mà rồi còn cái ly cái nhìn máy nghe máy bạn nghe trời mưa đã thấm lấy cái tay bên đây cầm ly nào mới nhắm đã sai khi sai một chén cùng sai khi nên biết bạn một ngày cũng nên nghe cháu là cháu có ngày trọng đại hôm nay. Cười lên nhau. Rồi uống đi cô chú. Rồi cha với mẹ ông xong thì hai cháu cúi đầu đáp lễ hai cháu cúi đầu. Tiếng đâu mũi mằng gừng cay. Anh ơi em vẫn thương hoài. Đầu năm sinh con gái, cuối năm thêm cô tề. Son sắc lấy chồng chúc mừng chị ba cô chú anh sáu hai nhà đầu năm vui đám cưới xin về nhà nhà yên vui ai yêu chỉ soi tơ ta nên vợ chồng đồng lòng ta càng biến đâu mũi mặn gừng cay anh ơi em vẫn thương hoài đầu năm sinh con gái cuối năm thêm cô tèo đôi ta duyên nơ gió trời bên nhau trọn đời một lòng son sắt thủy chung chúc mừng chị ba cũng như anh sáu hai nhà đầu năm người thì ngọt mớ quá như cây có cỏ như sông có nguồn cây có cỏ mới nở vàng xanh lá nước trong nguồn mới để đặt sông sâu có người nguồn gốc từ lâu có đội tiên trước thì sao có mình cho cháu nhưng ngày trọng đại hôm nay thì hai cháu và gia tiên hai cháu cũng không biết cái chi là đã tiếp tâm gian thành của ông đoàn quán cố để về đây chứng kiến và mời vợ của hai cháu được trăm năm một phút nghe cháu nghe một phút thượng nhớ nhất lệ cúi đầu chào của quyền hoa đầu cúi đầu nhị lệ cúi đầu chào của quyền hoa mại cúi đầu thôi thì phần làm lễ mà quá cố như làm lễ bái đường thì cũng đã xong hai cháu được mặt hai đứa già đã chứ có thì mẹ ông nội giọng ngoại à cháu ra ngoài ông nội giọng ngoại rồi uống không ơi rồi ông nội giọng ngoại xong cháu cúi đầu đáp lễ cháu cúi đầu thì thằng Hà làm lễ bái đường thì cũng đã xong thì họ nhà trai chúng tôi cũng xin được phép giúp nhau và trước tiên giúp nhau thì họ nhà trai chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời thái đồng họ nhà gái có phần cảm hơn hãy đến cùng họ nhà trai để họ nhà trai chúng tôi làm buổi lễ phần cảm hơn và trước tiên làm lễ và sau đó thì cũng dùng buổi lễ trước mặt cùng gia đình họ nhà trai chúng tôi xin trân trọng. Bao năm qua ta
thầm mơ ước nhảy lên xe hoa. Em nấc na xinh xinh thương anh biết lo tương lai, tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Khi mai khoe sắc đón xuân là ngày hai đứa đến duyên bên gặp nhau như cá gặp nước, như mây gặp rồng, mây gặp rồng bóc không bóc
dù cá gặp nước thì con ngược con xuôi, bất diệt và tiết liệu đã gặp nhau đây, duyên trời đã định hôm nay giao quà hai cháu cúi đầu chào nhau thôi, hai cháu cúi đầu. Rồi hai cháu ai trao bông những bản ghi hình có bó bông không? Chú đưa phụ các bà đèn cho hai trường hợp. Rồi trước hết thì chú nghĩa phụ góp gụ cho hai cháu mời đi. Bên đây là có sự gì không? Bà ngồi đi lại đầy đủ mà. Bên phía họ nhà trang chú Năm và Việt Nam muốn hai đi phụ cũng hai lời chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Rồi con Lâm nhận Lâm giờ cũng phải ly nhìn cái máy con ghi lại tấm hình nè. Rồi tôi giùm con cái cười lên nè. Thì hai cháu cũng nên ghi nhớ rằng hai cháu muốn sang cô Năm Việt Nam muốn xong hai cháu cúi đầu đáp lễ hai cháu cúi đầu. Tiếp theo chị Hai từ từ cô Năm ơi gì sao ơi cũng cứ ly con ghi lại cái tấm hình thì cháu cũng ghi đi cho nhiếp ảnh người ta ghi hình. Rồi mình chào ngày trọng đại hôm nay kính thưa thân trọng hai họ kính thánh thì người ta thường nói chữ thề nước biển con cái ly con cái theo nhau cho chọn nhìn mai con đây hai cô ơi hai cô theo cha theo mẹ đã theo đôi theo lứa với thằng thất gia người ta có ngày vui trọng đại như ngày hôm nay hai con đây hai cô ơi một cái ba cười lên là lại lẻ lên là cứ ra chơi vậy không? Uống xong thì cháu cúi đầu đáp lễ cháu cúi đầu. Rồi cháu bên đây giáp chưa? Yeah, bên đây còn ai đó chúc mừng cho cháu được trăm năm hạnh phúc. Kính thưa thân tập khai học kinh văn ấp bảy ghe trời mưa đã thấm cụ hồng đào mới nhắm đà sai khi sai một chén cùng sai khi nó duyên nợ một ngày cũng nên nghe cháu. Rồi mẫu ba tới nào. Xong rồi cháu cúi đầu đáp lễ thì cháu cúi đầu. Rồi tiếp theo đây là bước đến mai sau trăm năm viên mạng bạc đầu phu thê ở ngoại dòng chú xong đến cuối đầu đáp lễ chúng cuối đầu rồi tiếp theo chú là cậu ai rồi cho cháu về con hát bài cô hai cái đồ cùng thay lời chúc mừng cho hai con nhìn máy con này hả cô ơi một hai ba tư có cái cười lên à tôi cô được rồi uống đi hả cô. Ừ, xong thì cháu cúi đầu đáp lễ, cháu cúi đầu thờ tiếp theo đây nguyên cháu. Rồi đứng sau lưng cái cô dâu ơi, đứng sau lưng rồi chị hai cô hai cộng mai lên nhìn máy nè. Chị hai cô hai, cái cầm với cô. Ờ đúng rồi, để nó bỏ qua đi nè. Nha, con nó lộn, nó lộn. Rồi hai em cứ bắt tay với nhau coi. Rồi, chụp đây. Rồi hai cô luôn, hai cô luôn. Cứ bắt tay à. Ủa rồi, ông chú bắt lên xuống rồi sao? Gạt tay ơi. Cho cháu lụm tay ơi. Gạt cho họ gãy tay luôn. Nó nè. Kỹ nè cô ơi, cười nè cô ơi. Rất chân thành cảm ơn thanh tộc hai họ đã con quạt này đường xóa xa gần. Đến đây cùng chung vui và chúc mừng để chứng kiến của người hôm nay được thành công tốt đẹp. Để đáp lại tâm chân thành này, dạy đôi thăm hôn nghiêm. Nhất lệ cúi đầu chào thanh tộc họ nhà trai cúi đầu. Nhị lệ cúi đầu chào thanh tộc họ nhà gái cúi đầu. Xin mời thanh tộc hai họ cho một tràng pháo tay. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài nhau. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con. Muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang em thế nào. Anh ta khoảng chừng hai mươi mấy, quên lắm nhìn giờ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời, tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi. Giàu tiền lời cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào, phận nghèo chẳng dám mương
cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài nhau. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp trời hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con. Muốn cho vòng tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thanh thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ong bướm lại hòa nhạc. Bao đau thương cô lệ trần gian anh gom vào mày. Bao dâm chốn đời nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biến cưng anh một tay bút thần anh tô hoa chanh. Đem sức cháy say đền đài gấp vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật lòng nàng bằng tình yêu say đắm. Không dỡ gian không lọc lừa, không đắm đo không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chiếc xe tâm tình. Trên chiếc xe tóc hành tình yêu. Em không sao đi tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong van ngày đông giam tay nào ai. Thì lời dễ chào thua nói gì đố vô đêm mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà trao bóng trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cấp đơn trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Sáng nay không yêu em được bằng anh là number one chung em mà thôi. Tôi cùng nhau hòa vang niềm vui. Người ta tên ông bướm của anh được thật lòng trong ta chỉ anh người ơi. Không gian nhung gió yêu người yêu hơi my lady. You are beautiful, you are so cute, you are so sexy. Đau thương khô lệ trần gian anh gom vào mày. Bao dâm chốn đời nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biến cưng anh một tay bút thần anh tô hoa chanh. Mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chưa để thương chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một hai
bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô. Cũng vui vẻ nha, cũng say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có